Năm học 2023-2024 là năm thứ tư ngành giáo dục áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Tuy nhiên hiện nay, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn còn thiếu trang thiết bị, đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiếp thu kiến thức của học sinh và chất lượng giảng dạy của giáo viên. Để nâng cao chất lượng giáo dục, trường tiểu học xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã vận động học sinh dồn điểm trường lớp ghép về trường chính. Tuy nhiên, từ năm học 2020-2021, do số lượng học sinh đông, không có đủ phòng học nên nhà trường phải bắt buộc đưa 5 lớp với gần 100 học sinh quay trở lại các điểm trường để học. Thế thì trường chúng tôi là đang thiếu phòng học. Hiện tại là chỉ đáp ứng đủ 10 phòng học tại trường chính thôi. Nếu cho các em ở điểm trường về học thì nhà trường phải được đầu tư cơ sở vật chất, thêm các phòng học, rồi các phòng chức năng. Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, thiết bị tối thiểu các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở phải đạt trên 46%, đối với cấp trung học phổ thông là trên 54%. Song với điều kiện trang thiết bị hiện tại ở các đơn vị trường học tại Hà Giang, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, thì rất khó để bảo đảm trang thiết bị dạy và học theo yêu cầu chuyên môn. Nhiều bài học thay vì được trải nghiệm, thực hành, thực tế, thì giáo viên phải cho học sinh thực hành qua cách mô phỏng. Sự là để mà lên lớp với các con để mà có những cái bài giảng mà sinh động thì để mà các kênh hình mà các con được mà khám phá thực sự là rất là thiếu thốn và khó khăn để các con để vận dụng mà các hình ảnh để mà học tập ấy. Chúng tôi cũng đã thực hiện cái kêu gọi cái xã hội hóa đấy. Kêu gọi các tổ chức cá nhân, các cái đơn vị, các mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho nhà trường về cái việc trang cấp trang thiết bị dạy học. Không chỉ ở các điểm trường mà vấn đề thiếu thốn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở những cơ sở giáo dục nằm trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia, được ưu tiên dành nguồn lực đầu tư ở một số địa phương vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Điều này đặt ra những thách thức to lớn trong việc thực hiện mục tiêu đề án nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2023-2030 được tỉnh Hà Giang vừa mới ban hành.